Chào cả nhà nhá. Chào cả nhà đã đến với kênh của Tùng Vlog. Hôm nay ngày 15 tháng 2 năm 2022, các cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng sẽ tập gym tại cung văn hóa thể thao thanh niên Hồ Quần Lựa, Hải Phòng. Mời cả nhà theo chân mình nhé. We'll be right back.
Cả nhà thấy hay thì like, đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nhé. Xin chào cả nhà.